Rồi, ngày hôm nay lại xuất hiện một nhân vật mới rồi. Ngày hôm qua, trong đây nè, có một cặp nhái. Và ngày hôm nay, đây nè, thấy không? Có con rắn rớt vô đây. Ghê quá. Sợ nhất là sợ con rắn luôn á. Hết chuyện là nó rớt vô đây, nó ăn cá hay làm gì nên biết nữa. Rắn nè, thấy không? Nó ở đầu rắn nè. Là nguy hiểm. Số mình là sợ nhất là sợ con rắn, mà con rắn vô đây. Ủa, nó bơi 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 này nè. Tiêu. Con bơi đó. Con rắn là nó biết bơi. Kìa. Đây rồi, con rắn biết bơi. Nó lặn rồi. Thì nó coi nó ngóc đầu lên cho coi. Sao mà nó té ở đây nữa. Hồ cá trở thành hồ rắn.